Bi gỡ ra cho em kìa. Không phải chỉ lần nha. Alisa xin chào ông bà, cô chú và các anh chị. Thì hôm nay em dẫn cái thằng nhỏ nhà em nó đi chích Covid nè. Abi mới chích rồi. Alex đi đâu đây? Đi flu shot. Hả? Đi chích ngừa hả? Chích ngừa Covid hả? Dạ. Alex mấy tuổi rồi mà chích? Con 6 tuổi. Hôm nay Alex đi chích ngừa rồi nha. Dạ. Mũi đầu tiên nha. Dạ. Hai mũi lận hả Alex? Hai mũi nha. Hôm nay chích một mũi. 3 tuần sau chích mũi nữa, ok? Dạ. Alex vô chích nha. Dạ. Ok. Rồi đi vô chích nha. Abi. Abi ngồi đó. It's okay, then just relax. Can you wash my hands? Can Okay, Alex sit down. Okay, so Alex xong rồi. Đau không? Đau không? Đau. Hết đau chưa? Yeah. Hết đau rồi hả? Hết đau. Okay. Okay. Abi gỡ ra cho em kìa. Không phải chỉ lần nha. Mami coi. Thôi con chào ông bà cô chú nè. Giơ tay lên nè, con chào ông bà cô chú nè. Con chào ông bà cô chú. Ok, bye bye, bye. Con chích xong rồi. Rồi bây giờ con về nha. Bye bye ông bà cô chú.